Clip cảnh sát giao thông Lâm Đồng dọn đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc trước khi hy sinh. Một mảng đôi sạt lở xuống chốt khiến bang cảnh sát giao thông ở Lâm Đồng hy sinh, một người dân tử vong. Những chiến sĩ này vừa đi dọn dẹp đất đá nằm chắn giữa đường trên đèo Bảo Lộc. Ngày 1 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận video xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua. Ghi lại cảnh nhóm cảnh sát giao thông cùng người dân dọn dẹp đá trên đèo Bảo Lộc là cán bộ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagway, trong đó, trung tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng hy sinh trong sự cố sạt lở chiều ngày 30 tháng 7. Video thể hiện sáng ngày 30 tháng 7, sau những trận mưa lớn kéo dài, đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm, hàng trăm khối đất đá tràn xuống mặt đường. Tổ công tác chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, thuộc trạm cảnh sát giao thông Madergui, gồm trung tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và đại úy Nguyễn Văn Hưng nhận tin liền tức tốc tới hiện trường. Đến nơi, tảng đá quá lớn nằm chắn giữa mặt đường, con dòng xe cộ qua khu vực khá đông lại khó khăn, trời mưa tầm tã, xe múc di chuyển tới khu vực trên khá lâu. Lúc này, nhóm cảnh sát giao thông cùng người dân, tài xế đã qua đẩy tảng đá vào bên đường, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Lúc sau, các chiến sĩ trở về chốt cảnh sát giao thông đều bảo lộc để di chuyển các vật dụng tài sản trong trạm ra ngoài. Bất ngờ, một mảng đôi sạt lở xuống khiến Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Anh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh, người dân tới hỗ trợ trong lúc di chuyển tài sản đồ đạc bị đất đá vùi lấp dẫn tới hy sinh. Đến 12 giờ ngày 31 tháng 7, thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trước sự hy sinh của ba chiến sĩ cảnh sát giao thông, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an Lâm Đồng cho biết hôm 30 tháng 7, ông đã gặp động viên những cảnh sát giao thông khi họ vừa giải phóng xong điểm sạt lở, rồi tiếp tục lo điều tiết giao thông trước chốt đèo Bảo Lộc. Mọi việc diễn ra quá nhanh, anh em cố gắng khắc phục các điểm sạt lở. Khi quay lại trạm, có người chưa kịp ăn cơm thì gặp nạn. Đại tá Đương bày tỏ, Bộ Công an có quyết định truy thăng quân hàm cho ba chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Thủ tướng quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ là cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng. Tối ngày 31 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Khối lượng đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc cơ bản được xử lý giải phóng. Tuy nhiên, nhiều phương tiện còn bị vui lấp nên lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm. Sau khi hiện trường được giải phóng hoàn toàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ giao Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ an toàn trên đèo Bảo Lộc. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, tuy tình hình thực tế sẽ đánh giá cụ thể mới quyết định cho xe cộ lưu thông để đảm bảo an toàn. Tại hai chốt đèo sẽ có các lực lượng túc trực 24 trên 24 để kiểm soát xe cộ và chỉ có các lực lượng làm nhiệm vụ mới được phép lưu thông vào đèo Bảo Lộc. Như Vietnamnet đưa tin, trước đó, Lâm Đồng chỉ đạo khẩn hướng dẫn phân luồng tuyến giao thông tránh điểm sạt lở đèo Bảo Lộc. Theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt, các phương tiện dễ cháy tại ngã ba Madagui, huyện Đạ Hoai vào huyện Đạ Tẻ. Tiếp đó, phương tiện đi theo đường đèo Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ, để qua đèo B40, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, rồi ra tỉnh lộ 725, về ngã ba Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, ra lại quốc lộ 20 để tiếp tục hành trình. Hướng Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện cũng sẽ lặp lại lộ trình di chuyển theo chiều ngược lại.